Em xin chào quý anh chị và tất cả bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến cả anh chị cái mã của cái dự án MMFI ngày 30 tháng 6 nhá. Ở đây thì em vẫn sử dụng cái hình ảnh tương ứng với các cái vị trí như thế này. Các anh chị xem cái hình ảnh của các anh chị tương ứng với cái công việc nào thì các anh chị xem cái vị trí tương ứng để các anh chị gọi cho nó chính xác nhá. Và ở đây thì cái công việc của em là cái hình này và cái mã của ngày hôm nay đó là 4231 3131 nhá. 4231 3131. Rồi, bây giờ thì em sẽ vào test thử xem có ok hay là không. 4 2 3 1 3 1 3 1, anh chị đợi xem có ok hay là không nhá. Đấy, như thế là cái mã này ok nha, các anh chị nhấn vào continue này. Rồi bây giờ thì em sẽ nhắc lại cái mã của ngày hôm nay đó là 4 2 3 1 3 1 3 1, 3 lần 3 1 đấy các anh chị. Rồi bây giờ thì em sẽ test thử thêm một nít nữa xem có ok hay là không nha. Rồi bây giờ thì em sẽ test thử cái nít này xem có ok không nhá. 4 2 3 1 3 1 3 1 nha. 4 này 2 này 3 1 3 1 3 1 này. Đấy, như thế là ok nha. Rồi các anh chị nhấn vào continue này. Rồi và các anh chị bật box lên cho nó chạy nha. Rồi như thế là em đã chia sẻ các anh chị kỳ mạo của cái dự án MMFI ngày 30 tháng 6 đó là 4 2 3 1 3 1 3 1 nha. Rồi em xin chào tất cả các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.